Dạ vâng. À, tôi đang gọi này thì máy kia nó hết điện. À dạ vâng, sao? Vâng, thì chị gửi cho em tức là 3 ký xà đen với 3 ký xà đen leo nhá. Rồi, 3 ký xạ đen, Với 3 ký xạ đen le leo, mới lại. lại 3 ký Diệp Hạ Châu. Diệp Hạ Châu, à dạ vâng. Vâng. Vâng, rồi em Bây chào. giờ là bệnh nó chỉ là viêm gan virus B thôi chị. À vâng, thì trước là có nghĩa là em vẫn chưa hiểu ý của anh là trước là anh dùng của em đấy là mình đang bị xơ gan hay gì ạ? Chưa chưa bị Trước tức là trước là nó cũng tức chưa là bị đúng không? chưa bị tức là cái men gan nó lên quá cao, nó chuẩn bị sang sang sơ ấy. À đúng rồi, thế nhưng mà mình đi khám là cái men gan đã hạ xuống chưa ạ? Cái men gan bây giờ nó hạ xuống hết rồi, tức là gan bây giờ trở về là ổn ổn định rồi À, đấy, tức là bây giờ là là cứ uống uống duy trì cho em đúng không? bây giờ là cứ uống duy trì như vậy, là cứ mãi mãi vậy thôi. Đúng rồi, bởi vì là nó hiện tại khi nào anh đi khám mà gan người ta bác sĩ bác ấy bảo là gan khỏe rồi thì mình có thể mình muốn ngưng thì mình ngưng thôi, còn nó thực ra uống thay nước chè hàng ngày nó cũng rất là tốt mà nhé. Đúng rồi, thế vừa rồi là nên xét nghiệm cái thằng kiểm tra định lượng virus ấy, thì nó chưa có kết quả ngay. Thế là bây giờ mình thì cứ tạm thời tức là uống theo kiểu như kiểu là uống nước Rồi, trà hàng ngày chính vậy. xác rồi đấy, cứ đun Thế nước bây giờ trà hàng ngày là được. thế vậy. À, nhưng mà chị xem kiểm tra cái chiếc phải cho em đừng để nó mốc gì nhé, À mốc à? vì trong này nó đang đang là thời tiết nó mưa ẩm mà À dạ vâng, không không ạ, hàng mốc nên em đấy. không gửi cho khách đâu ạ. Vâng. Chị lưu lên cái số này cho em rồi nhé. Dạ vâng, À, được ạ. em hai dùng 2 số đấy, Vâng, thì có gì thì em lên này. anh đọc địa chỉ cho em nhé. À, Phạm Văn Học, Phạm Văn Học ở đâu ạ? khối 5 thị trấn Kim Đức. Thị trấn Kim Đức. Kiến, Kiến Đức. khối 5 thị trấn Kiến Đức. Rồi ạ. Kiến Đức, Rồi ạ. tỉnh Đắk Nông. Huyện gì ạ? À, huyện Đắk Cờ Nấp, tỉnh Đắk Huyện Nông. Đắk 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 giờ Rờ Nấp. Nấp. Đắk Nấp, tỉnh Đăng Nông. Anh tên gì ạ? Phạm Văn Học. Em học số điện thoại này luôn à? Số này cũng được mà cái số trước cũng được. À dạ vâng, được rồi, thế để em gửi nhé. Thì có gì nhận được thì làm theo hướng dẫn cho em. Vâng, em chào anh. Bây giờ mình cứ uống thay cái nước trà rồi, nếu như mà từ sau nó nên xem lấy cái kết quả xét nghiệm virus mà nó chuẩn chính xác ấy, xong bắt đầu là tôi đọc cái hệ số đó cho mình điều chỉnh lại Anh cứ uống thế cái là số tiến triển tốt rồi đấy, anh cứ uống thế là tiến triển tốt lắm. Anh có trường hợp bệnh nhân của em uống uống cũng uống 1 tháng thôi mà đi khám đã bỏ gan như kiểu thanh niên rồi, thế là may mắn quá, có nghĩa là mình phải phụ thuộc mỗi người một khác mà. tốt mà. Vâng, Cũng tốt cảm ơn quá. các anh các chị Dạ. ở ngoài đó. Dạ vâng. Thì như vậy đấy, em uống đúng 1 tháng thì tức là nên kiểm tra là nó đã xuống hoàn toàn. Đúng rồi đấy, nó tốt, thảo dược nó rất là tốt anh nhé, mà Thế nó là chậm. uống đến 1 tháng rưỡi, tức là cái thuốc của chị là 1 tháng rưỡi thì coi là nó gần như là trở về ổn định nhá. Vâng, tức là anh uống Đấy, ba loại cây của em là cây cà gai leo này, cây sả đen với cây diệp hạ châu thôi đúng không? đấy, còn trước là thêm cái An thằng Xoa hả? an khoa, nhưng mà bây giờ cái an khoa mình không không bị cái tình trạng nó nặng á, mình bỏ cái đó đi, mình duy trì cái xạ đen với lại Việt Hạ Châu với cả gai neo. Thực ra là cho thêm ăn xoa cũng rất là tốt, bởi vì không phải là nặng mới cần ăn xoa đâu anh nhé. Thì anh cứ uống, nếu mà Vâng. muốn duy trì ba loại này thì anh vẫn có thể uống ba loại này mà không thêm ăn xoa cũng được ạ. Vâng. Dạ vâng, Tôi cảm cứ ơn anh. cho ba loại đi chị Dạ vâng, được nhé. rồi, để em gửi luôn cho anh nhé. Vâng, Vâng. gửi luôn cho chị ạ. Dạ Dạ. vâng, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn chị nha. Dạ vâng, em chào anh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.